xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đây đang là một bộ dàn máy rất là cao cấp của bên em, đồng bộ lưới Acoustic. Đó, combo này gồm có mic BS800 vang số lưới X8 và một cục đẩy F7409. Tổng combo 3 thiết bị này là 15.500.000 đồng. Và hôm nay em có bóc ra và setup cho một anh, đó là anh Hiệp. Anh này anh ở Hưng Hà, Thái Bình, và anh cũng đã cọc trước cho bên em 500.000 đồng rồi. Thì bây giờ mời em lắng nghe chất âm của bộ dàn sau khi em setup anh em nhá. Quá là căng luôn đúng không? Sẽ lại gần để cho anh em xem chi tiết hơn về cái bộ dàn này. Quá đẹp đúng không ạ? Đồng bộ của lưới Acoustic anh em nhá. Thì theo yêu cầu của bác là ở nhà bác đang có một cặp loa full. Đó, đang có một cặp loa full 30 và một cặp loa bass 25 rồi. Và có một con súp hơi 50. Đó, một súp hơi 50 rồi thì là anh chỉ mua một bộ dàn máy này thôi. Thì ở đây em cũng đã set up theo anh, có một con súp hơi anh em nhá và một cặp loa. Ok chưa? Đó, quá căng luôn đúng không? Đây là full này, đây là súp này. Anh em đeo tai nghe nhá, súp đánh quá lực luôn, rất là sâu. Riêng con vang này mà sử dụng mấy cục đầy F7409 thì đánh nó rất là lực luôn. Quá căng đúng không ạ? Đó, đang sử dụng súp hơi 40 anh em nhá. Đó, sẽ tăng full lên này. Ok chưa? Đó, giảm full lên này. Đó, tiếng súp đánh quá là uy lực luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu với anh em chi tiết hơn về bộ dàn này. Đầu tiên là một bộ mic BS800 thương hiệu của Lợi. Mic BS này thì em đã bán khá nhiều rồi. Con này thì giá hiện tại đang là 3.600.000 đồng. Tay mic thì cầm rất là chuyên nghiệp. Mic cầm rất ok anh em nhé. 3.600.000 đồng. Dòng mic chính hãng thương hiệu Lợi Acoustic. Ok chưa? Đó. Sử dụng tất cả mặt màu đen. Đấy, màu đen nhìn nó rất là sang trọng và rất là đẹp. Rất là chất. Để cho anh em để trong cái tủ kệ nhà chúng ta. Tiếp theo là một con vang số LX8. Với con vang số LX8 này setup đủ 6 chế độ karaoke. Đó, đủ 6 chế độ karaoke. Ở đây music em đang để mới có mức 6 thôi anh em nhé. Đó. Con này thì sử dụng hai đường mic riêng biệt, một mic có thể là echo. Một mic có thể là mic reverb anh em nhé, hai mic riêng biệt, mic A và mic B anh em có thể thấy đây. Và đằng sau nó có tới cổng mic, có tới hai cổng mic cho anh em. Đó, giá con vang này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng. Đó. Kết nối với vang số LX8 là một cục đẩy F7409. Con này mặt màu xám. Để kết nối với con vang này thì nó quá là tuyệt vời lên. Vì sao? Vì con này nó sử dụng mạch class 2H anh em nhé. Sử dụng mạch class 2H, tiếng rất là xám và công suất chuẩn nó cho ra là 900W một kênh. Đó, 900W trên một kênh này, nhân với 4 đúng không ạ, 9436. Ở đây em vẫn còn dư một kênh. Thì về bác có thể chập brít vào bác chơi. Đó, về chập brít và chơi con súp hơi 50 của bác thì quá là uy lực luôn. Ở đây em đang chơi chỉ có một kênh thôi mà đã quá uy lực rồi. Nếu mà chập hai kênh này vào lần một thì nó quá là phê, đúng không ạ? Thì đây là cái sản phẩm phải nói là rất là ok. Đó, giá của cục đẩy này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng. 8.600.000 đồng bao ship cho anh em nhé. Đó, thì chọn bộ này thì đang bán với giá là 15.500. Với cục đầy này thì chúng ta chơi mỗi kênh này anh em chơi được một cặp loa bass 30, bốn kênh này chơi bốn cặp loa bass 30, quá khủng luôn. Đấy, con này thì mở nội thất rất là nhiều rồi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ?
Trọn bộ combo này chỉ có giá là 15.500.000 đồng bộ lợi và tất cả hàng full bóc hộp hết anh em nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ karaoke thử một đoạn để cho em nghe cái chất âm của combo dàn máy sau khi setup. Để sau đây chúng ta chỉ chất âm rất là ok đúng không ạ? Mời em nghe trên bộ combo này vừa setup cho bác xong nhé. Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình ai. Thầm yêu em nên tim đau rã rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tìm anh ta nhức nhối tình lặng bên em. Nhìn em yêu tình nơi đây dần xa xôi, vì tim em đã cho trao anh rồi. Tình yêu sau khi cho em đã bao ngày thầm lặng, thì em không nói lòng xót xa khi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh cũng đây vì yêu em đang đau xa rời. Vì em đã chớp yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã cho em bấy lâu nay. Trái tim bên mẹ dần đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Anh em thấy thế nào? Rất là ok đúng không ạ? Thì vừa rồi thì anh em cũng nghe em hát trên bộ dàn máy vừa setup cho bạn xong đúng không ạ? Ở đây đang sử dụng cái mode 2 em nhé. Vừa rồi hát là cái mode 1, cái mode 2 này là cái mode tùy vào chuyên đề phát biểu. Cái mode này thì cũng ra khá là sạch đúng không ạ? Để mode 2, 5, 6, 7 cho to tiếng mic một chút anh em. 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 ở đây là cái mode 2. Còn cái mode 3, mode 3 này thì nó sẽ là cái mode eco nhanh, 6789 anh em thấy không? Mode 3 này là những bài kết nối nhanh đó. Còn mode 4 thì là với cái mode 4 này nó là cái mode eco chậm, 5789. Cái mode 4 này thì là dành cho bài kết nối chậm anh em, nhưng mà đặc biệt là bài nhạc vàng. Ngoài 4 mode karaoke này ra thì em còn có set cho bác là 2 mode nghe nhạc nhé. Mode 5 và mode 6, mode 5 là nhạc remix và mode 6 là nhạc vàng. Thì cái mode 4 là mode nhạc vàng. Anh em thấy ok mà 6, 7, 8, 9 quá là ok anh em nhé. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và cảm ơn bác cũng đã tin tưởng và đặt hàng của bên em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.